Nhật Bản, cháy khu mua sắm ở thành phố Kitakyushu. Theo NHK, ngọn lửa bùng lên ở khu mua sắm Uomachi Gintegai ở thành phố Kitakyushu vào đầu giờ chiều ngày 3 tháng 1 và kèm theo nhiều tiếng nổ. Theo NHK, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 1, một đám cháy lớn đã bùng lên tại khu mua sắm Uomachi Gintegai ở trung tâm thành phố Kitakyushu, miền Nam Nhật Bản. Dù lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường từ sớm, nhưng đám cháy vẫn lan ra các tòa nhà xung quanh khu mua sắm. Hơn 40 giờ đồng hồ trôi qua kể từ thời điểm xảy ra trận động đất nghiêm trọng ở tỉnh Ishikawa sáng ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để nhanh hơn nữa công tác cứu hộ với ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng của người dân. Theo Thủ tướng Kishida, chính phủ đã quyết định tăng gấp đôi số lượng nhân viên của lực lượng phòng vệ từ 1.000 người lên 2.000 người để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình cứu hộ. Ông Kishida nhấn mạnh các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để triển khai cứu hộ, cứu nạn với ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, bao gồm những người còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Cũng trong sáng ngày 3 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo kế hoạch điều động thêm 22 máy bay và 8 tàu tới khu vực xảy ra động đất. Tính đến 11 giờ ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất ở tỉnh Ishikawa là 64 người.